Dạ. Vậy lúc mà con gặp bạn này ngoài đời thì con thấy sao? Con nói không phải gu tôi rồi. Con nói không phải gu tôi rồi. Dạ thì đề cập thẳng vấn đề luôn là đi khách sạn ngủ. Nhưng mà lúc đó là con kiểu ai cũng vậy, thôi ngủ thôi em ơi, ngủ đồ thôi đó. Không quan trọng từng phần có ok không? Ok luôn, ok luôn. Chúng ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo của cặp vợ chồng số 2. Xin chào hai bạn trẻ. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Con xin chào chú Quốc Thuận, con chào cô Hồng Vân. Dạ, con. Thì con tên là Bùi Thế Phương Thịnh, năm nay con 27 tuổi. Ừ. Con sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và công việc chính bây giờ là đang là kinh doanh cuốn cảnh. Rồi. Dạ con chào chú Quốc Thuận, con chào cô Hồng Vân. Con tên là Nguyễn Ngọc Tường Vân. Năm nay con 30 tuổi, con sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng làm chung nghề với chồng con luôn. Dạ. Vậy là Tường Vân là nhỉnh hơn ông xã là có 3 tuổi. 3 tuổi dạ. À như vậy là cái mối tình chị em này chắc có lẽ là rất là thú vị đây. Đó, thôi bây giờ kể cho anh nghe coi cái cơ duyên nào mà hai chị em gặp nhau, rồi có ấn tượng gì về nhau không? Dạ thì thật sự là gặp nhau ở trên Tinder. Bữa đó là đêm Noel, chiều đó thì con mới nhắn tin, kiểu cái đó là mình lên mình quét thôi. Ví dụ ai mà match nhau á thì sẽ thấy nhau và nhắn tin được. Ừ. Thì bữa đó con mới lên con thấy là vợ con thấy xinh quá, tại mũi cao, tại vì con rất thích mấy bạn nữ là mũi cao. Ừ. Đó, thì là con lên con mới nhắn vậy thì tình cờ vợ con mới trả lời lại. Ừ. Xong rồi trong bữa đó luôn là khoảng 2 tiếng sau là hẹn gặp nhau luôn. Dạ. Quá thần tốc đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Là không cần cái gương mặt, chỉ cần cái mũi cao là khoái rồi. Dạ đúng rồi. Đó. Còn con sao? À vâng. Thì lúc đó là kiểu như là ngày 24 tháng 12 thì cũng không, con không quen ai hết á, thì cũng lên trên Tinder lướt lướt thì gặp anh này, cũng hai em rảnh không đi chơi. Nhưng mà mình thì kiểu mình cũng không phải là gì mà không có bạn, không có bồ gì hết, thôi. Ừ. đi đại cho nó vui thì cũng hẹn gặp anh này, thế là hai đứa gặp nhau thôi. Trước cách đó một tiếng á là hai đứa có video call với nhau. Thì lúc đó là vợ con mới đi làm về, thì thứ nhất là tóc nó rất là bết. Ừ. Mặt thì da bóng dầu tùm lum hết, con nói trời ơi sao mà già quá vậy, nhìn giống như 30 mấy. Tại vì trên đó là nó có ghi luôn là lớn hơn mình có 3 tuổi thôi. Ừ. Thì nó đúng luôn cái độ tuổi là con rất là thích, tại vì con thích quen người lớn hơn tầm 3 tới 2-3 tuổi đó. Đó. Đó thì lúc mà trời sao kỳ đúng vậy rồi. Ta thì lúc đó con tính quay xe rồi, con không có tính gặp, nhưng mà nghĩ là thì mình là đàn ông mà mình cũng hẹn phụ nữ người ta rồi thì nó kỳ quá. Ừ. Đó kiểu vậy thì con cũng quyết định là con đi gặp. Thì trên đường đi thì vợ con lại gọi nói là anh ơi em có thêm 2 đứa bạn nữa. Nó ủa kỳ vậy, ủa kỳ vậy, thì đã già rồi mà sao giờ tự nhiên hẹn thêm 2 đứa bạn nữa. Trời ơi sao trời. Giống trong câu chuyện chàng khù khờ với lại cô thợ đào may mắn vậy, kiểu vậy. Đó là con muốn quay lại nữa rồi. Nhưng mà hơi lỡ hai lần tính quay đúng xe rồi, hai lần tính quay xe thì không phải là dẫn theo một gia đình, có nghe hai một cặp vợ chồng và một đứa dạ, con theo rồi. Thôi tại nhìn đẹp có bạn thân thì rủ theo thôi chứ không phải là dẫn hai cô bạn. Nhưng mà lúc đầu thì kêu là dẫn theo 2 đứa bạn dạ thì con mới hiểu lầm. Sao kỳ vậy ta, đó kiểu kiểu như vậy. Dạ. Vậy lúc mà con gặp bạn này ngoài đời thì con thấy sao? Con nói không phải gu tôi rồi. Con nói không phải gu tôi rồi. Tại sao vậy, nhỏ hơn mình đúng không? Ông để hình là ông để tóc màu nâu. Cái mặt gọi là cũng gọi là chững chững. Ra ngoài con nói gặp thằng trẻ trâu nè. Cái tóc vàng khè, không biết vàng hay là màu bạc. Nó rất là kỳ. Sao mà mặc cái quần mà rách, nó dùng người ta rách một cái đường mỏng như cái đùi thôi, rách tét luôn cái đùi luôn. Quá ngon. Ủa quá tại ngon. Sao vậy, tại sao không mặc đồ đẹp để mà gặp người ấy mà tại sao lại mặc một cái bộ đồ mà rách rưới te tua như vậy? Đúng rồi, với trẻ nó hay mặc cái quần mà tét tét mà kiểu rách khúc vậy nè. Đó cách đây 2-3 năm trước á. Đi chơi hồi xong nói chuyện xong mới thấy là người này chắc là cái người sẽ bên cạnh mình suốt đời. Lúc con cũng đã xác định là ông này sẽ là chồng của con luôn rồi. Ủa kỳ vậy? Xác định vậy? Luôn đi chơi tầm mấy ngày thôi. Còn Thịnh thì sao? Dạ thì nói chung con cũng ngạc nhiên, tại vì vợ con lúc mà tắm rửa rồi trang điểm make up nhìn rất là khác luôn. Rất là đẹp luôn. Đây dạ, giống như vậy không? Xứng má như vậy không? Có. Dạ. Cho nên là lúc con đó thì nhẹ nhàng hơn nên là nhìn nó không có bị quá lố. Cái mood của con lên liền đúng không? Lên liền. Rồi đến lần thứ mấy thì bắt đầu mà thấy là bạn này là không phải trẻ trâu nữa. Dạ tầm cả một tuần sau là thấy ok thôi. Con nói là tại lúc đó đeo vẫn còn đeo bông tai rồi bấm 2-3 lỗ rồi này đó. Cái con nói là em không thích anh để cái tóc đó. Em không thích anh mặc đồ giống như vậy nữa. Cũng không thích đeo bông tai thì ổng sửa ngay. Góp ý liền là ổng sửa ngay. Có nhậu xỉn không, có đi nhậu không? Bao lâu thì mới đi nhậu là phải có chứ, quyết định chứ. Xỉn vô rồi thì chuyện gì xảy ra? Dạ thì đề cập thẳng vấn đề luôn là đi khách sạn ngủ. Nhưng mà lúc đó là con kiểu ai cũng vậy, thôi ngủ thôi em ơi, ngủ đồ thôi đó. Không quan trọng từng phần có ok không? Ok luôn. Rồi vô trong đó là cái gì đến cũng đến đúng không? Dạ đúng rồi. Mà nụ hôn đầu tiên cũng ở trong đó. Dạ không, nụ hôn đầu tiên là ở quán cà phê.
ta đi. Em nghĩ sao mà cái thần tốc mà nó quật nhau từ ở trên Tinder rồi mà làm sao mà đi cà phê mà ngồi yên được, em sao vậy? Nhưng mà nói sao mà nó hung được hay vậy? Tự nhiên ông nhìn qua bên cái đường kêu cái tức là con hai chồng đang uống quán cà phê bên này thì đối diện có một cái trường. Nhiễm kêu nhìn bển em, nhìn bển đi. Nó ủa nhìn bển có gì đâu anh? Nhìn. Con cũng nhìn nhiệt tình. Cái rồi ông hung má con cái. Cái con đó rồi hung xong rồi rồi cuộc nhịn bển có gì? Hỏi có gì? Ông đâu có gì đâu, anh hung em vậy thôi đó. Đó là hồi đó là hung đầu tiên đó, lần hung đầu tiên đó. Rồi sau đó bao lâu mới tỏ tình với Tường Vân? Thật sự là từ đó giờ tới bây giờ luôn cũng không chưa bao giờ tỏ tình. Dạ nó cứ nói vậy đó, cứ giờ hỏi là giờ anh với em sao thì con trả lời là thì quen. Con là một người thích rất là kiểu như cũng thích lãng mạn đôi chút á, thì cũng kêu anh không yêu em hả? Không yêu quen chứ. Ông vậy đó, ông không bao giờ ông ít lắm khi nào ông nói là yêu thương mình lắm, kiểu như ông thể hiện nhiều hơn là ông nói. Nhưng mà con thích không? Dạ con thích, con thích hơn là cái cách ông nói. Nhưng mà trong lúc yêu nhau thì hai đứa có những cái trục trặc gì không? Tụi con chỉ có cãi nhau về vấn đề đạo, tôn giáo. Tại vì ông này thì đạo Phật, còn con thì đạo Thiên Chúa. Bà này á, lúc đầu là bà muốn con theo đạo Thiên Chúa. Nhưng mà con thì con nhất quyết là không, con chỉ có thờ Phật thôi. Bây giờ thì sao? Thiên Chúa. Bây giờ vẫn vậy thì đạo ai đạo nấy ai nấy thờ. Bây giờ là bình thường mà. Quá hay. Mà cái lần giận lâu nhất của tụi con là bao lâu? Dạ tầm 1 tuần 2 tuần gì đó. Trời, em tưởng trong mấy năm thôi. Ôi, giận 1 tuần. 1 tuần, 2 tuần. Xong rồi đứa nào làm quê trước? Dạ con thì cái bữa đó là đêm 30 Tết, vợ con á muốn là sau này con á, con của hai đứa con á thì sẽ theo đạo Thiên Chúa. Nhưng mà con thì nói là thôi con nít mà nó biết gì đâu, lỡ sau này ví dụ nó thích đi chùa hay sao, hoặc là thích đi theo đạo đi nhà thờ thì sao, mình làm vậy thì mình ép nó rồi. Thì thôi kệ nó, cho nó lớn lên nó thích theo đạo này thì theo. Thì vợ con không chịu thì lúc đó mới chia tay khoảng tầm 2-3 tuần gì đó. Thì đó là đêm 30 thì con mới gọi điện thoại, tại vì vợ con lúc mà quen nó là em muốn năm nay là sẽ anh sẽ dẫn em đi coi bắn pháo bông đó. Thì đáng lẽ là chia tay rồi con cũng không có muốn gọi hay là liên lạc gì hết, tại lúc đó con nghĩ là cắt đứt luôn rồi. Nhưng mà đêm đó bữa đó làm sao con tự nhiên con gọi mà con nhá thôi, thật sự là con không muốn gặp, lúc đó con không muốn gặp mà con nhá vậy thôi. Về bà này bà gọi lại đó thì bà kêu là anh có nhớ cái lời hứa của anh không. Ok giờ mình đàn ông mình hứa thì mình làm là nói gì luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi sau đêm đó tự nhiên chở đi này nọ xong bà kêu rồi giờ sao muốn yêu lại không? Dạ rồi thì yêu lại thì yêu lại. Nó cứ bực chặt. Tính của con đó giờ là con không có kiểu là mà con mà đã chia tay rồi con giận không bao giờ con lưu số hoặc là con nói chuyện thế lần thứ hai, không bao giờ con chủ động con gọi. Nhưng mà không hiểu sao con vẫn lưu số ông này. Ông nhá thì con nói thấy tên Thịnh thôi, chắc là nhớ mình đây, nhớ rồi. Cái là ủa sao không gọi trời nhá vậy, quê mà quê. Con đợt con gọi lại nó ủa tự nhiên nhá vậy, gọi làm gì? Thì nhá chơi vậy đó, nhá vui thử máy rồi nó, đâu ai rảnh thử máy đâu. Giờ cái con mới đá luôn cái vấn đề là chắc là có nhớ cái vụ đó không để dẫn con đi. Sau đó thì em nói nhớ đi vậy đó. Đó rồi sau đêm đó là bao lâu nữa thì mới đám cưới? Thật sự thì tụi con chưa có tổ chức đám cưới được do là dịch. Tụi con ký kết hôn trước và hiện đó. Tại có một bé luôn rồi. Vợ con á là bị u nang buồng trứng nên là mổ hết một bên rồi, nên là bác sĩ kêu là cái khả năng sinh con nó rất là thấp. Đó thì đợt đó trong đợt dịch nè, con qua nhà bà ở thì mẹ con mới nói là thôi giờ nếu mà hai đứa thương nhau rồi thì thả luôn đi. Có thì có đó, thì con thả luôn ai về Vinh luôn. Dạ con gái. Thật sự thì cái bệnh này con cũng biết rất là lâu rồi. Lúc quen ông này nghĩ là quen chơi thôi, lúc mà con khám ra là đã bự bằng một cái quả trứng gà rồi. Thì mới hai đứa mới quen tầm nó 1 tháng thôi, con nói chắc mà bác sĩ kêu là nếu mà xét nghiệm ra có thể là bị ung thư. Trời. Thì con mới nói với ổng là thôi chắc là em với anh chia tay đi, chứ là nếu mà em bị vậy thì cũng khó có con lắm. Thì ông này ông mới nói là thì bây giờ em cứ đi mổ đi. Con nói thôi mổ rồi ai chăm. Thì ổng nói anh chăm. Thì cái trong khoảng một thời gian rất là dài, kiểu như là vô bệnh viện thì lần đầu tiên ổng phải kiểu như là mình bị mổ thì cái phần dưới á ổng sẽ vệ sinh rồi ổng tắm rửa ổng này kia ổng lo cho mình hết. Mà con mới nói là đó đối với con như là đã đủ rồi, không có cần gì hơn nữa. Đúng thì rồi quá, trời cái đó là quá ơi. Đủ chứ không phải là đủ vừa nữa. Còn hơn sự. 1.000 là dạ. 1 vạn rồi tỏ tình, một không vạn cần nói gì nữa. Hả con? Dạ. Dạ. Tại vì chú thấy Tường Vân đang rất là xúc động. Dạ. Thật sự thì con rất là vui, kiểu như là mình mong chờ rất là lâu rồi mới có con. Con vui hơn là trong lúc con sinh thì có chồng con 24/24 lúc nào cũng có mặt. Và con cũng muốn kể một câu chuyện giống như là lúc mà con sinh á, thì cái cảm nhận của một người mẹ thì sẽ rất là rưng rưng, mình hơi rưng rưng thì mình chưa có khóc.
Thì bác sĩ kêu là con đẻ mổ, thì bác sĩ kêu em bé ra, em bé ra nha. Ông này ông khóc trước con. Và ông khóc rất là lớn. Ông khóc lấn át tiếng con với em bé, con khóc luôn. Bác sĩ mới kêu, ủa sao khóc hoài vậy em? Ba khóc hoài vậy? Cái ông vẫn cứ khóc. Cái con bình tĩnh thôi, con không khóc nữa. Con nói hơi sai sai. Mình là mẹ mình phải là người khóc nhiều hơn chồng mình. Ông cứ cảm động, cảm động quá. Cái con nghỉ khóc luôn, tự nhiên con tắt tiếng khóc, con không khóc nữa. Con nói anh bình tĩnh đi, anh ơi bình tĩnh. Bình tĩnh đi em, bình tĩnh, anh bình tĩnh. Bác sĩ cứ y quy một ekip cứ ba người ngưng khóc chưa. Lần đầu tiên ông trải qua cảm giác đó. Và cũng lần đầu tiên con có cái cảm giác đó. Giống như là hai chồng cãi nhau rất là nhiều. Những cái chuyện linh ta linh tinh thôi, nhưng mà ở chung với nhau tới bây giờ là cả một quá trình rất là dài. Giống vậy. Con tả cái cảm giác con lúc đó. Con cũng rất là thích con gái. Nó con nghe tiếng nó khóc lên cái là tự nhiên cảm xúc nó hòa lên. Như một phần nữa là thương vợ nó đúng không? Dạ đúng rồi. Vừa biết có con á, lúc đó tụi con sao? Con thử cái que con nói, thấy sai sai rồi. Bình thường mình tới tháng mình nói, sao chưa tới ta? Nghĩ chắc nó trễ thôi, mình căng thẳng quá nó trễ. Thử đại thì chúng con nói, chết rồi, sai. Con gặp ông này, con mới đưa vào ông Hai Dạch, ông cúng ông đầu. Hơi sai nha em. Bác sĩ nói vậy em phải coi hơi sai á, phải không? Có phải đúng vậy không? Uống phải vậy chứ của ai? Uống phải vậy chứ của ai? Ông không nói anh, không phải đâu, của anh. Nhưng mà ý là sao bác sĩ nói vậy nó khó. Tại vì con mới mổ sau tầm 1 năm là mới có em bé. Đến phần kia đi, anh ấy trẻ tuổi hơn mình, đúng không? Chắc chắn là về ở với nhau chắc lòi rất là nhiều tật xấu đúng không? Dạ đúng rồi. Ông này thì ổng có cái tật là ổng nhây. Lâu lâu bây giờ thì ổng bị ngược lại, ổng sẽ hỏi em có yêu anh không? Em có yêu anh không? Con trả lời là yêu. Sao? Không nghe. Yêu. Sao? Không nghe. Cứ vậy là mình quạo. Tại con là người rất dễ quạo. Không thích hỏi nhiều, đừng hỏi nhiều, đừng hỏi lầm dùm, hỏi một lần thôi. Mà mình đã vừa chăm con rồi, mình vừa chăm chó nó, mình rất là dễ bực mình. Mà ổng cứ yêu anh không, yêu anh không. Cứ vậy hoài, từ sáng tới chiều, mà ngày nào con cũng phải chửi. Nó nói em mệt anh quá. Em mà mỗi lần bà chửi mình thấy sao Thịnh? Dạ thấy vui chứ, tại vì giờ một ngày mà im là con không chịu được. Tại vì con có hay cãi lộn mà mấy cái vụ mà xàm thôi à, chứ không phải là nó lớn lao hay là nó gây gắt gì hết. Đó kiểu vậy, giống như là con nhây quá cũng chửi. Hoặc là ví dụ như con làm gì không đúng cũng chửi. Liếc cái thành nó quen mà một ngày bà im một cái nói sao kỳ vậy ta, chết rồi hôm nay có vấn đề rồi. Đó kiểu đại loại. Cho nên là phải chọc lên cho bà chửi. Giống tôi vậy đó. Hồi đó tôi chưa có con đó, tôi hay chọc vợ tôi lắm. Ngày nào bà không được tôi là ngày đó tôi ngủ ngon á. Rất khoái được. Rồi sao nữa nè, tiếp tục còn thật xấu thứ gì nữa. Thứ hai, ông chỉnh chu quá mức. Con không phải là con bê bối nhưng mà ông quá chỉnh chu. Ông xịt nước hoa một cái là con tủ xịt hết nguyên một chai. Anh xịt cái gì dữ vậy? Mà đi đâu là xịt. Tôi nói con dị ứng với mùi nước hoa quá, xịt rất nhiều. Đối với con là mùi hôi đó, mà nói hoài cũng không sửa, cứ thế xịt. Mà có con nữa, ông nói cho con ngửi chung, cho nó vui, cho nó thơm. Nó không có thơm gì chừng. Hôi lắm là cũng cãi lộn vụ xịt nước hoa. Cái thứ ba là ổng cọc. Ổng đang cười đó, mà nói gì không hài lòng lắm đâu. Ổng không hét lên, không lớn tiếng, nhưng mà ổng sẽ gần cái giọng xuống. Vậy em muốn làm sao? Con à, con có một cái chìa khóa vàng rồi, con sử dụng cái chìa khóa đó đi. Dạ. Chồng con là vừa thích có con mà vừa thích có con gái nữa. Dạ. Cho nên là bé cứ càng lớn rồi thì chồng con sẽ càng thay đổi những cái mà con mong muốn chắc chắn vậy luôn á. Cô ấy có những tật xấu nào đáng yêu nào? Có một cái tật xấu rất lớn là vợ con kèo, kèo lắm. Một bữa nào đó mà mình, ví dụ mà đi mua đồ hoặc là ăn uống gì mà chi quá nhiều tiền thì là mặt bả nụ liền. Đó, kiểu vậy. Hoặc là ví dụ mình phụ nữ đi thì mình cũng phải thích mặc đồ đẹp, thích này nọ, còn bà này không. Trang sức, nước hoa, quần áo đẹp, giày đẹp, tất cả mọi thứ bà không cần. Bà chỉ cần là trong người bà có nhiều tiền thôi. Đó, kiểu vậy, bà rất mê tiền. Đó. Mỗi ngày có đếm tiền mà là dạ, còn lâu lâu cái lấy vàng ra đếm. Dạ, đếm hoài luôn ngày nào. Dạ, đúng rồi. Nói chung là chi tiêu nó rất là chặt chẽ. Thì cái tính của con trước khi quen bà là con thích xài những cái đồ mà giống như nó không phải là hiệu nhưng mà nó cũng tầm 3-4 triệu, 4-5 triệu vậy đó, thì con mua thì con cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng mà từ khi quen bà là không, no, anh mua cái 100 mấy mặc được rồi. Bà là giống như là bạn thân của chợ gì đó, chợ Hạnh Thông Tây. Đúng rồi, chợ Hạnh Thông Tây, ra mua đồ mấy chục ngàn đồ bộ, mặc đi đâu cũng mặc cái bộ đồ đó hết. Thậm chí là nhiều khi mẹ con này, mẹ ruột con á cũng nói trời Vân ơi sao mà mày nhìn mày không có chị, không gọi là già hơn Thịnh này đó, mẹ còn phải đi mua đồ để cho bà mặc nữa. Đó, tại vì bà không có chăm chút mấy cái đó. Rồi sao có nhịn ăn nhịn uống gì không? Dạ không, bà này khoái ăn uống lắm, không lấy tiền mua đồ nhưng mà ăn uống thì chi thoải rất là thoải mái. Đúng rồi. Nhưng mà chi nhiều quá thì mặc nụ. Còn rồi gì nữa không? Nói chung vợ con cứng đầu đó. Nói cái gì thì phải cãi trước, làm thì vẫn làm nhưng mà cãi trước cái đã, xong rồi phải giải thích.
tối chuẩn bị đi ngủ nhiều khi 11, 12 giờ là tự nhiên nhớ đây nó cằn nhằn tới 2, 3 giờ sáng luôn. Phụ nữ người ta cằn nhằn là chuyện bình thường, nhưng mà có cằn nhằn thì cằn nhằn cái giờ nào đó. Đúng giờ đúng giấc. Đúng rồi, đúng giờ đúng giấc đi. Rồi cái chuyện cằn nhằn thì cô nghĩ là nên thay đổi. Dạ. Cái đó dễ mà điều tiết lại thôi. Còn con á, biết sao không? Bữa nào á con phụ nữ á nói vậy thôi chứ mà yêu bằng lỗ tai đó con. Con là con quá tuyệt vời trong vấn đề về hành động rồi. Nhưng mà giờ con bồi thêm. Nếu giờ chưa quen thì lâu lâu con làm cú. Hôm bữa nay làm luôn đi chị. Hiểu không? Ừ, làm luôn hả? Làm luôn đi chị. Thể hiện với vợ, muốn dành cho vợ một cái sự bất ngờ. À, thì nói chung là từ đó tới giờ thì từ lúc mà yêu em cho tới cưới em á thì anh cũng không có cho em cái gì được nhiều. Đó. Thì nói chung là anh cũng làm em buồn nhiều. Nên là những cái tật xấu của anh thì anh sẽ cố gắng anh bỏ. Với lại anh cảm giác là bây giờ anh chưa có lo được cho mẹ con em được những cái thứ tốt nhất. Thì anh sẽ cố gắng. Thì trong thời gian sắp tới anh sẽ lo được cho em nhiều hơn cũng như cho con nhiều hơn ha. Trời ơi, dạ nói cái gì đi con. Em phải cảm ơn anh đã là chồng của em, là ba của con em. Anh không phải là một người quá lãng mạn, nhưng đối với em chỉ cần như vậy thôi. Em mong là sau này anh giữ sức khỏe và mãi yêu mẹ con em như thế thôi. Trời ơi, một cái trời ơi. Mãi yêu mẹ con em như thế thôi. Anh chỉ thôi. Anh chỉ chúc cho hai em nha. Dạ. Sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa nha. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện hôn nhân của cặp vợ chồng đầu tiên. Và họ sẽ mang điều thú vị đó đến cho sân khấu của chúng ta ngày hôm nay như thế nào. Và cặp đó là cặp đôi này là ai? Mời quý vị dành một tràng pháo tay chào đón cặp đôi đầu tiên. Mắt lại nhắm mắt lại mở mắt ra coi phải không nha. Yeah. Chào cô, em chào ai vậy? Dạ, đây, con thấy hôm nay cô giống như bà Xui chưa? Ừ, rồi ôi, đúng cái hình ảnh này là hôm bữa mẹ con ở trên sân khấu này, đám cưới con là... Cô bằng mọi cách cô phải làm này, cô tái hiện này. Đấy, vì không về ăn đám cưới tụi con được. Dạ, thành ra hôm nay cô giống như là dự đám cưới lại vậy đó. Cô thay mặt chương trình Vợ Chồng Son này, cô thay mặt anh Quốc Thuận này. Chúc tụi con là trăm năm hạnh phúc. Cả trăm cái gọi là bún đậu mắm tôm mua mai bán đắt đâu cả trăm chi nhánh chứ cả nước nhớ con nhớ. Bây giờ nó tới Vũng Tàu rồi đấy. Dạ. Cho nên cứ thế phát huy nhá. Dạ vâng ạ. Hai vợ chồng con cảm ơn cô ạ. Thật sự thì con mời đám cưới cũng rất nhiều người, nhưng mà cũng mời vào cô vào đúng lúc 4 giờ sáng thì là cũng là một cái mà cũng rất là kỷ niệm á. Ừ, kỷ niệm. Nhớ hoài luôn. Lúc với cô là bên Mỹ và lúc bây giờ nó trái với giờ mình mà. Em gọi điện như bình thường à. Cô ơi, tụi con chuẩn bị sẽ làm đám cưới, trân trọng mời cô dự với tụi con. Thì cô nói nguyên Mỹ rồi thì mình nói dạ vâng, thế để đợt sau. Lúc sau cô nói là bây giờ đây này đang là 4 giờ sáng. Bây giờ đây này đang là 4 giờ sáng. Thôi bây giờ mời ngồi đi. Rồi. Trời ơi. Bây giờ mời hai đứa giới thiệu bản thân mình, công việc, nghề nghiệp để cho khán giả được biết nha. Vì trước đi. Tại bình thường ở nhà thì vợ nói, sau đó thì em mới được nói ạ. Cho nên là thường nhường vợ trước. Vì trước đúng không? Dạ. Nhà em ít nói. Em ít nói lắm ạ. Dạ. Dạ, con xin chào cô, chào anh Quốc Thuận. Con tên là Trần Thảo Vi, con là vợ của anh Mạc Văn Khoa. Năm nay con 34 tuổi. Và công việc hiện tại của con là phụ chồng kinh doanh bún đậu và bán hàng online. Bây giờ nói thiệt đi, có bao nhiêu cái quán bún đậu rồi? Dạ, tới bây giờ là 9 quán. Trời ơi, chị thấy chưa? Số đẹp quá chị ơi. Thế nãy tao vừa chúc 100 đấy thấy. Rồi bây giờ tới Khoa đây em. Dạ, con chào cô Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, cũng như là chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Mạc Văn Khoa, là chồng của Thảo Vi ạ. Thế con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con năm nay 30 tuổi ạ. Dạ, kém vợ con 3 tuổi ạ. Ồ, ba đã biết được con sắp 34 rồi. Không hề biết luôn. Cô phải nói thật với con là con như là con già lắm Khoa. Con già lắm Khoa. So với vợ con thì con già lắm ý. Dạ, dạ, tại mặt con thì nó hơi khắc khổ chút xíu ấy. Lúc nào nó cũng nỗi niềm cho nên là nó hơi đứng tuổi chứ. Nên bây giờ con nó cũng vậy luôn cô ạ. Mặt nó nỗi niềm và nghiêm túc. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo của cặp vợ chồng thứ hai. Mời. Chào MC. Em tên Trần Bình Nguyên, 39 tuổi ạ. Em làm bên kinh doanh bất động sản ạ.
Rồi vợ của Nguyên. Dạ em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân ạ. Em tên là Lê Thị Thoa, nay em 33 tuổi. Công việc hiện tại của em là nội trợ với ở nhà chăm con ạ. Nhưng mà trước đây có làm đâu không? Dạ trước kia thì em làm công ty ạ. Bây giờ kể cho Quốc Thuận nghe với chị Vân được biết cái mối tình của các bạn, cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Dạ thì ngày hôm đó thì em đang thất nghiệp nên là em ở nhà lên một cái chương lên một cái Google mà có cái chương trình mà tham gia những cái người mà họ trong nhóm tìm kiếm qua mạng á. Rồi em đăng ký cái hồ sơ em trên đó thì... Mấy năm, cách đây mấy năm rồi cưng? Dạ năm đó là năm 2019 ạ. Còn mới đây à, 3 năm 2019 ạ. Thì sau đó thì rất là nhiều người gọi cho em, nhưng mà chồng em là người gọi cuối cùng. Thì nhiều người gọi nhưng mà em không có đi gặp mặt, em cũng không có liên lạc, nói chung là em nghe qua điện thoại thôi, nhưng mà em không có cho cơ hội để gặp. Dạ thì rất là nhiều người gọi và em cảm thấy nó phiền phức nên là em tính là đang lấy cái, em đang rút cái hồ sơ đó xuống. Nhưng mà cái thời lúc đó thì chồng em là người gọi cuối cùng ấy, nên là anh cũng không có nói qua là anh tìm em ở trên cái chương trình đó, nhưng mà anh chỉ là bảo là anh muốn xin việc ở công ty, anh cần sự giúp đỡ ở em. Dạ. Ủa sao kỳ vậy? Khổ nhục kế đó em. Dạ em mưu kế đó ạ. Có chiêu, có mưu kế hết đó em. Không, ơi. Nhưng mà anh đang muốn hỏi, anh đang chưa hiểu là tại sao em lại cho một ân huệ cho một cái người cuối cùng mà em tiếp chuyện với dạ không, cái lúc đó thì nhiều người gọi, họ bảo là họ tìm thấy cái số điện thoại em ở trên đó. Thì em cảm thấy là em cũng không, lúc đó em cũng không có muốn gặp hoặc là thông qua cái chương trình đó. Mà chồng em ấy thì là không có nói là anh tìm thấy ở trên đó. Chồng em chỉ là bảo là anh cần sự giúp đỡ chở che, cần để vô xin vô công ty là như vậy đó. Xin vô công ty để làm. Ông chồng này đâu có hai ba cái nick lận để hỏi đi, hỏi bạn này coi coi như là bạn xài cái chiêu đó là bạn cố tình hay là bạn thực sự bạn muốn đi xin việc. Tức là em hiện hồi đó em cua vợ em là hiện tại cái công việc của em cũng như bây giờ em đi xe hơi rồi em liên lạc điện thoại. Nhưng mà giả danh là em cũng không nói là đi xe hơi hay nhà lầu xe hơi gì hết. Em chỉ điện thoại là biết bạn làm công ty thì em bảo anh đang thất nghiệp, anh có bộ hồ sơ có gì em làm công ty nào hỏi bên đấy có tuyển người giúp anh cái. Đấy cái mục đích của em là em chỉ mong gặp mặt thôi. Cái em xài chiêu mà đúng không? Dạ. Đó. Hay quá. Đấy. Vậy mà em đoán có thể ông chồng ổng nhiều nick, coi như là ổng vô ổng cũng cua, cũng tham gia vào trong cái chương trình đó và nhắn tin cua mấy lần mà cô này từ chối, cho nên mới chơi một cái chiêu cuối là đi xin việc. Không, không có đâu. Trời ơi, không, chiêu đó là tức là thường á, phụ nữ á, là cái bản năng làm mẹ, cái bản năng mà chở che đó cho những người yếu thế nó nhiều lắm. Cho nên ví dụ giờ em lúc nào em tỏ ra là em bảo vệ chị là chị lại không ấy, nhưng mà lúc nào em cũng yếu ớt, em cũng chị Vân ơi em thế này nọ, là coi như cái gì cũng dồn hết cho em. Phải không chị? Thiệt luôn. Gì luôn hả? Đúng không cưng? Đúng không? Ủa nhưng mà nó nghe nè, Nguyên ơi, khi mà vậy thì á, em có nhìn thấy hình ảnh của Thoa trên cái chương trình đó hay không? Em có kiểm tra rồi nhìn thấy hình ảnh hết rồi em là đã thích rồi đúng không? Dạ. Ấn tượng đấy, với ngoài thích nhìn ngay luôn ạ. Nhìn xong mới dùng chiêu đúng không? Dạ. Sau đó như thế nào? Thoa có bố trí sắp xếp gặp ảnh không? Dạ không ạ, cái thời gian đó thì anh có gọi điện rủ đi uống trà sữa nhưng mà em không đồng ý ạ. Thì em nghe qua cái giọng nói là ở Thanh Hóa là em không có thích lúc đó. Dạ thì em chỉ thích những giọng nói miền Nam hoặc là miền Trung như em thôi. Dạ thì lúc đó em không, anh xin là qua để mà mua cái ly trà sữa đem qua để mục đích là gặp em thôi, nhưng mà em từ chối ạ. Em không, cứ đến chủ nhật là anh biết em là nghỉ, hôm đó là nghỉ là anh cứ gọi điện rủ đi uống cà phê, nhưng mà sáng thì em cũng tìm mọi lý do để từ chối ạ. Nên là em không có gặp trong, không chắc là tầm hơn một tháng đấy ạ. Chỉ là nhắn tin rồi liên lạc vậy thôi chứ em cũng không cho gặp. Chưa cho gặp luôn. Dạ. Rồi bằng cách nào mà em gặp được bạn này? Đúng rồi. Trong cái trò chuyện nhắn tin qua lại á,
Em còn kể cái tình trạng của em, cái sự tình của em. Năm nay em phải lấy vợ, qua năm là không có được. Nên là em sẽ suy nghĩ cách gì nhanh nhất để có thể được gặp cô ấy. Đủ thứ lý do, rồi hôm nhân tiện là anh chị có hai chị gái với mấy cháu vào chơi á. Em nói lý do, bảo anh có mấy hộp quà gửi về cho các cháu và ba. Em mua mấy hộp yến thì bảo đồ ở đây, địa chỉ ở đâu để anh chạy qua anh gửi cái rồi về anh còn lo việc làm đám giỗ cho ba em á. Sau không biết sao cô mở lòng thương hay sao á. Rồi cô cho cái địa chỉ. Rồi em chạy tới, em ngồi khoảng 15-20 phút gì trò chuyện với anh chị, với mấy cháu, rồi với Thoa cái này em biết. Biết rồi em để hộp quà đấy, rồi em chào mọi người rồi em về. Đấy, hôm đấy, từ hôm đấy bắt đầu thân nhau rồi. Cô ấy cởi mở hơn đúng không? Nhưng mà cái lần đầu tiên em gặp ảnh ở ngoài đời á, em thấy ảnh sao Thoa? Dạ, cái thời điểm đấy thì em gặp anh là thấy chưa có cái ấn tượng gì, gọi là anh lúc đó thì người đàn ông mà sao mà gầy lắm. Nói chung là cái thời điểm đó anh gầy lắm, gầy rồi. Chỉ là ấn tượng nhất là cách nói chuyện với lại cái gọi là nhìn anh cũng có vẻ tử tế, người là thuộc người tử tế. Dạ, nhưng mà với lúc đó thì em cũng chưa có ấn tượng đâu, nhìn anh gầy lắm chứ không phải như bây giờ. Còn Nguyên thì sao? Gặp ở ngoài đời thì thấy cô ấy như thế nào? Ban đầu gặp, em gặp qua hình ảnh thì nó khác rồi. Gặp thực tế nữa, em mới nhìn từ đầu đến chân, nhìn vòng nào ra vòng đấy, nhìn ngon quá. Hẳn là ngoài đời là còn ngon hơn trong hình nữa, đúng không? Là về là cái thao thức luôn đúng không? Là quyết định là phải tấn công. Đó, và sau đó bao lâu mới là chính thức quen nhau? Em mất bao nhiêu hộp yến nữa? Mất thêm 2 hộp nữa. Không có 2 hộp à? Rồi sao nè? Sau ấy rủ cô ấy đi chơi. Buổi tối là rủ đi chờ cô đi làm, cô đi làm công nhân ở công ty á. Em chờ đi làm về rồi em rủ xuống thành phố mới ở Bình Dương. Đi ra công viên rồi đi ăn uống rồi đi chơi ở đấy. Tạo cái tình thế cho có hai đứa mà quanh quanh nó cũng có người nhưng mà nó không có đông. Tạo cái không gian lãng mạn hai đứa ở công viên ấy. Rồi em nắm tay xong em bảo anh thích cổng em, em muốn được cổng cô ấy. Xong rồi em cổng cô ấy. Ủa lãng mạn quá. Cho cổng luôn. Em cho cổng luôn. Dạ, lúc đó thì anh bảo là anh cổng thử là cổng được hay không, tại vì lúc đó anh gầy hơn em ạ. Nhưng mà cổng đi xa không? Dạ không, chỉ có cổng lên thả xuống thôi. Là cổng dụ á, dụ là cổng không, cổng xem không là có cổng nổi hay không. Đó rồi. Chú này là chú xài chiêu rất là nhiều. Rồi bây giờ nè, đó là cổng. Rồi bao lâu thì mới có nụ hôn đầu tiên? Hôm đấy là cổng đi rồi đi dạo, em chỉ hôn lên tóc rồi. Không hôn lên tóc chứ hôn lên má hôn lên tóc tiếng thôi chứ không có dám vào kia. Đó, bao lâu thì mới sử dụng cái chiêu trò gì đó để mà được hôn môi cô ấy? Khoảng 10 ngày sau. Em dẫn tới nhà em rồi, hôm đấy mẹ lại đi chơi xa. Có mình em ở nhà, em dẫn cô ấy sang nhà. Sang nhà xong rồi em dẫn lên sân thượng. Ở cái sân thượng thì nó mát lắm. Mát cây cối tầm đấy. Nhân cái dịp đấy em hôn cô. Rồi cái gì tới thì tới là tới luôn á. Nhưng mà đó luôn. Nhưng mà lúc đó là em đã thích bạn này chưa? Dạ thì lúc đó cũng hơi ạ. Hơi thích nên là em cũng đồng ý về, luôn. Về để xem tình hình thế nào. Dạ. Mà tình hình gia đình anh sao? Dạ lúc đó thì về thì chỉ có anh với mẹ anh là ở trong ngôi nhà đó thôi, mà lúc đó thì không có mẹ ở nhà. Chỉ có mỗi mình anh thôi. Dạ, mà trước đó là giả bộ nói với em là dắt về để gặp mẹ đúng không? Dạ không, chỉ là có nói là nhà không có ai ở nhà không? Dạ không, chỉ là bảo là qua nhà anh chơi. Đó, qua nhà anh chơi thì cứ thì trong đầu em nghĩ là phải qua để gặp mẹ đúng không? Thế nào cũng có người đúng không? Dạ. Lại chiêu nữa đó. Nhưng mà là Nguyên là bữa đó là cố tình xài chiêu trò để mà mời cô ấy qua, nhưng mà biết chắc là mẹ đã đi rồi. Đúng rồi, mẹ đi rồi mới mời qua, mà đã vậy còn mời lên sân thượng. Đó. Vừa mát mẻ, chiêu vừa cây cối tùm. Đó. Nhưng mà đây có phải là
người yêu đầu tiên của Nguyên không? Không ạ. Thứ ba. Thứ ba. Hèn gì chú có nhiều mưu, nhiều mưu kế. Còn Nguyên, còn Khoa thì chắc Nguyên là mối tình đầu hay sao? Dạ không ạ. Em cũng, anh cũng là người, nói chung là thích thì cũng có thích vài người, nhưng mà để quen lâu thì chỉ có một người và anh là người thứ hai. Nhưng mà Nguyên thì sao? Có nghĩa là lúc mà quen Thoa đó thì cái tình trạng của em là như thế nào? Đó. Tình trạng của em, hoàn cảnh của em nó phức tạp lắm. Ồ, phức tạp? Dạ. Là sao? Em xảy ra một lần hôn nhân rồi. Có cả con nữa, có cả cu, bây giờ em vẫn lo cho con. Nói chung là trải qua một đời vợ, Thoa lấy em bị thiệt thòi nhiều lắm. Tức là sau này Thoa mới biết, hay là cái ngày mà dẫn Thoa tới nhà, mà cái ngày mà dẫn lên sân thượng đó? Dạ. Trước khi xảy ra cái chuyện đấy, em nói với Thoa. Rồi. Thoa nói, thậm chí cái nhà cái cửa đấy em còn nói với Thoa là cái xe là xe của anh. Nhưng mà anh đang còn nợ ngân hàng mấy trăm lận. Còn nhà là em nói là của bà chị bên nước ngoài. Chỉ cho anh ở thuê, ở nhờ thôi để trông coi, chứ không phải nhà của anh. Thì khi đấy Thoa mới nói là em không cần gì cả. Chỉ cần gần anh, hay là có anh là được. Em mới cảm động, xong rồi mới bắt đầu tiến hành sâu hơn. Như em không có Nhưng mà cái việc mà em, hoàn cảnh của Nguyên á, là có vợ, có con, con riêng rồi đó. Thì bên gia đình của Thoa thì bao lâu thì mới biết được cái việc đó? Và khi biết thì có cản không? Dạ thì lúc em quen anh thì nói chung là em không cho ai biết hết. Dạ, hai vợ chồng em giấu, giấu bên gia đình em. Tại vì nói chung là cả một cái dòng họ của em là không có ai mà kết hôn, gọi là người ấy sau đấy ạ. Nên là em giấu. Em giấu đến khi mà nhà, đến khi gần đám cưới ạ. Gần đám cưới là nhà mới bảo là làm giấy đăng ký kết hôn ở ngoài quê đó. Cho nên là em mới bảo thôi để vào đó đăng ký kết hôn. Thì mọi người mới bảo là thấy có một cái gì đó giấu họ. Nên là họ mới hỏi ra thì em cũng nói luôn là anh là như vậy. Mọi người cũng bảo là thôi thì cũng không sao. Có sao đâu, vấn đề đó bây giờ. Nhưng mà cháu là ở ở đây hay là ở ở ngoài ngoài Bắc? Cháu ở đây ạ. Ở đây. Ở với Nguyên. Cháu thì ở với mẹ. Ở với mẹ chứ, nhưng mà ở ở chung gần, ở trong trong thành phố Hồ Chí Minh luôn. Ở Dĩ An. À, Dĩ An. Giáp với thành phố. Rồi, coi như là tính từ cái ngày mà ở trên sân thượng đó. Trên sân thượng mà mẹ đi vắng nhà đó. Và có nụ hôn đầu tiên, và chuyện gì tới nó cũng tới luôn. Là tính là cái ngày đó luôn đúng không? Rồi sau đó rồi có về, thấy hoàn cảnh tội nghiệp quá, có về sống chung với ảnh không? Dạ thì sau cái thời gian đó thì anh có đưa em về quê em để mà ra mắt anh chị ba mẹ ở ngoài quê. Dạ thì sau đó thì mọi người cũng đồng ý. Bảo là rồi xem ngày để mà tiến tới hôn nhân. Thì đã định ngày rồi, nên là anh bảo là thôi về sống với anh rồi đỡ phải chi phí này kia. Thì đã định ngày rồi, nên là em cũng dọn về sống chung với anh là chắc tầm khoảng 3 tháng là tụi em tổ chức đám cưới. 2019 tới giờ đó. Là như vậy là cưới cũng được 2 năm. Hai năm tháng. Nhưng mà về 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 gia đình bên vợ, thấy gia đình bên vợ có dễ gần không, có mọi mình người... có dễ hòa nhập không Nguyên? Hoặc là trước khi về chú có tính một cái chiêu trò gì đó để về bên vợ không? Có lập mưu tính khi kế về không? Là em muốn biết mọi người ở bên gia đình vợ họ như thế nào, hay là vợ mình có cái tại sao cũng lớn tuổi rồi mà gia đình hay có con cái gì hay không. Là cái đấy là em mong muốn về để em chắc tính chắc chắn cái vấn đề sau này lấy vợ. Về ngoài đấy em lại cho em cái cảm giác nó tuyệt vời lắm. Anh chị hay là bố, mọi người lành với hòa đồng lắm. Quê ở đâu? Ở đâu? Ở Phú Yên chị. Phú Yên là giáp với Bình Định. Mọi người chịu thương chịu khó lắm. Ngoài đấy cái khí hậu nó miền mát Trung mẻ. Tình cảm gia đình nữa.
về đấy có cái gì là đãi rẻ tương lai hết ạ. Và đây là quyết định là cưới luôn. Vâng, vâng. Thế tốt rồi. Như vậy là lấy nhau được 2 năm rưỡi rồi. Dạ. Thằng cu thì được 2... Bé gái là bé được 2 tuổi. Được 2 tuổi. Dạ. Ôi. Vậy là em là nếp tẻ có đủ rồi đó đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà là đám cưới sớm như vậy là có khi nào bác sĩ báo cưới không? Không ạ. Là để dành đúng không? Dạ. Để dành cho sau này cưới rồi mới tính cái chuyện có con. Đúng chưa? Vâng. Rồi. Thế còn thế hai đứa về sống với nhau thế có anh ấy có nhiều tật xấu không? Dạ thì tật xấu nói chung thì anh cũng là người chững chạc rồi cũng thành đạt mọi thứ cũng hoàn hảo. Nhưng chỉ có mọi cái là nghiện hút thuốc lào đấy ạ. Hút thuốc lào mãi thôi. Giống Bằng Kiều. Bằng Kiều tới bây giờ cũng không thể nào bỏ được điếu thuốc lào. Dạ. Ôi Bằng Kiều. Chắc trong rương là bao giờ cũng có cái điếu cày. Ồ trời ơi. Sáng là hút thuốc, ngủ dậy là đi hút thuốc liền. Nhưng mà hút thuốc là né con rồi đúng không? Dạ. Đi xa. Dạ. Đó. Mày ra ngoài. Rồi. Ủa nhưng mà nghiện thuốc lào có gọi là thật xấu không ta? Không, đâu có gì đâu tật xấu. Tại em hứa bỏ rồi. Này, hứa bỏ chưa? Vợ không thích thuốc lào, nó hôi ạ. Chỉ có cái là đó nó cái thuốc lào nó hôi hơn thuốc lá. Nhưng mà lá. Bây giờ là đã bớt chưa? Hay là bỏ luôn chưa Nguyên? Chỉ là sáng em hút xong cái rồi chiều về em hút cái rồi xong thôi ạ. Tức là ngày rít hai hơi đúng không? Dạ. Đấy, đấy là rít hai hơi thuốc lào còn thuốc điếu nữa. Điếu rồi đi làm công việc bình thường với bạn bè thì em có uống cà phê rồi uống thuốc. Rồi còn tật gì nè? Anh ngủ hay nghiến răng nữa. Nghiến răng chả phải tật xấu, cái đấy là không cái biết. Nói chung là chồng thì cũng không có nhiều tật xấu đâu ạ. Có siêng không, có phụ vợ ở công việc nhà dạ không? Không. Đấy là tật xấu gì nữa, có gia trưởng không? Dạ chồng thì không gia trưởng ạ, nhưng mà con cái là không phụ vợ. Chỉ có về nhà để điện về chăm con thì mở điện thoại lên cho con ngồi xem vậy đó, rồi cha cũng ngồi bấm điện thoại rồi cũng chơi game, nghiện game nữa. Ôi nguy hiểm chơi quá. Game, dạ. Còn vợ tự làm bếp núc làm gì làm không có phụ. Đấy, cái đó là gia trưởng đó, không phụ vợ việc nhà là gia trưởng. Không phụ đó. Nhưng mà cũng không có nói nặng ạ. Chứ đâu phải là nói nặng hoặc là bắt vợ làm này làm kia mới là gia trưởng đâu. Khoan hoa xíu nha. Con em mới 2 tuổi thôi hả? Dạ. 2 tuổi mà Nguyên đã cho tiếp xúc với điện thoại. Với máy tính bảng là nó nguy hiểm lắm nha. Dạ, nó rất là dễ những cái bệnh dễ mắc phải những cái bệnh về mắt. Dạ. Ha, nên hạn chế lại. Dạ. Hạn chế lại đi em. Cái đó em ha. Hạn chế lắm. Rồi. Em nói không hạn chế hả, đừng cho coi luôn. Vâng. Ha. Rồi còn gì nữa nè. Có hay nhậu không? Dạ có. Anh đi làm thì sáng anh đi làm tới trưa có khi nghiện pizza nữa. Thế thì nghiện pizza đánh từ sáng tới chiều điện về ăn cơm không về ạ. Tối thì lại đi nhậu. Thế có lúc nào nhậu mà cũng không nhận ra vợ mình không? Dạ không. Xỉn tới cái mức mà không nhận ra vợ luôn. Dạ có không? Dạ không. Anh không. Thì không uống tới cái mức mà xỉn là không nhận ra vợ đâu. Nhưng mày mà chỉ có hơi xỉn là về nhà ối rồi vậy thôi chứ còn không có. Cái lần nào mà em chồng em nhậu mà em bực mình nhất, giận nhất luôn á là chỉ có nhậu xong rồi về kiểu như là ối rồi nằm chổng nằm chổng mông lên chị. Dạ chổng mông lên rồi nằm mất đi ối rồi vậy á. Lúc đó em khó chịu lắm đúng không? Dạ, ghét khó lắm chịu. Đúng không? Với lại điện không nghe máy nữa là hơi bực bội. Đó tật xấu đó. Dạ. Điện mà không nghe máy là dạ, mong muốn thay đổi luôn đi. Mong đó. Muốn sẵn đang nóng hổi nè, mong muốn chồng thay đổi cái gì? Dạ thì sản chương trình thì em cũng mong là chồng bớt nhậu. Dạ. Với lại bớt chơi pizza lại. Về không có việc thì về nhà với vợ con, phụ vợ chăm con, giữ con cho vợ nấu ăn dọn việc nhà. Nghe Nguyên. Dạ. Dễ mà đúng không? Vâng. Bây giờ mình bớt từ từ đi. Dạ. Bây giờ kêu cắt ngang cái cũng khó lắm. Bớt từ từ là xong. Rồi bây giờ tới Nguyên đó. Dạ. Anh thấy Thoa hiền quá à. Hiền, dễ sao hiền quá. Hai vợ chồng quen nhau gần 3 năm rồi mà hợp nhau lắm ạ. Chưa bao giờ cãi lộn nhau cái gì cả. Thế vợ em có ghen không? Vợ em thì ghen thì chúa ghen luôn. Chúa ghen đấy, ghen là tật xấu rồi đấy.
Đấy. Nhưng mà cái quan hệ bạn bè hay là làm ăn của em thì em không bao giờ có cái chuyện trai gái hay này kia. Thế ghen với ai? Chỉ ghen với khách hàng nữ hoặc là bạn bè nữ, trò chuyện sâu sâu một tí về cái vấn đề khác là vợ không thích thì biết. Nhắn tin là coi như là chắc cô ấy có đọc đúng không? Thì nhắn tin cũng không có gì quá hết. Thế có ghen với chị cả không? Có ghen với chị cả không? Cũng có. Ủa nhưng mà mỗi lần quen với vợ cũ như vậy á thì Nguyên có cảm thấy khó chịu không? Không, em hiểu cô, hiểu bà xã như thế nào. Về cái vấn đề của em người cũ nó. Nhưng mà sao em lại ghen với chị cả? Cái vấn đề cô ấy lại nhờ em mua cái bất động sản. Tức là không muốn dính dáng gì tới về vợ cũ, vấn đề đấy. Chỉ có con thì sao cũng được. Về ngoài cái vấn đề con thì không có được cái gì cả. Em cũng có nói là về vấn đề con anh thì sao cũng được, anh làm như thế nào cũng được, miễn là anh sống có trách nhiệm với con là được. Nhưng mà đừng có quay lại theo kiểu mà mua bán chung rồi đi qua đi lại trao đổi với nhau nhiều là em không thích. Thế đó là em có nói với chồng em như vậy. Tất cả các bà vợ đều như vậy hết. Dạ. Nếu mà ai trong hoàn cảnh như em thì cũng chắc là cũng hiểu như vậy. Đúng rồi. Dạ. Như vậy đúng là hợp lệ đúng không chị? Hợp lệ. Hợp lệ. Hợp lệ. Có nghĩa là vợ ghen hợp lệ. Dạ. Ủa nếu dụ mà một cái mối quan hệ mà chỉ là trao đổi về mua bán rồi về kinh doanh, ví dụ như nhờ mua một miếng đất thì cũng không được đúng không? Không phải, chị nói em nghe, tại vì thực ra mình muốn mua miếng đất đó thì rất nhiều đối tác, đối tượng khác mà mình có thể mua. Không nhất thiết là phải chỉ duy nhất là anh này. Đúng rồi. Hiểu không? Tại vì thực ra là nó sẽ rất phức tạp. Tại vì trong, thì em mua bán rồi em cũng biết đó. Phải gặp gỡ, phải trao đổi, phải đủ thứ trên đời hết trơn. Gặp nhiều quá thì nó lại phát sinh nhiều thứ. Đúng rồi, cái người vợ người ta đâu có yên tâm. Thật ra anh cố tình anh hỏi như vậy để chị Vân nói. Để cho cả hai đều hiểu được cái vấn đề nằm ở chỗ nào. Đúng rồi. Còn những tật xấu gì nữa không? Có những cái tật mà giống như là vợ anh Mạc Văn Khoa đó là thích đi mua sắm online không? Dạ, vợ em thì cũng hay mua ở trên đấy. Nhưng mà có lần bị lừa mất tiền. Bị lừa luôn á. Nhưng mà tiền thì em không có sao cả. Nhưng mà để cái tình trạng nó lừa đảo trên cái mạng xã hội để mình chuyển khoản trước. Em chỉ dặn vậy, không có được cái chuyển khoản trước. Mình kiểm tra hàng hóa hay sao rồi như thế nào, tới đây thì mình mới trả tiền. Lừa tiền xong còn lừa hàng nữa cơ. Nhiều lắm chị ơi. Hàng là một kiểu mà tới giao hàng lại là một kiểu khác nữa. Trời ơi, nó không có giống nhau á. Dạ. Nạn nhân đi. May mắn cho chị là chị không có mua, mà chị cần mua là chị nhờ. Mua cái gì cũng được, mà em sao cũng được cái gì cũng được. Anh phải hố tới cái món thứ ba là gần hơn 10 triệu thì anh mới ngộ ra vấn đề. Dạ. Tức là anh bây giờ là anh không mua nữa, mà anh chỉ khuyên là nên mua những cái trang nào mà coi như là có thương hiệu. Dạ. Những cái trang uy tín đó. Có bình luận ở dưới. Còn những cái trang mà trời ơi, nó đưa những hình đẹp ơi đẹp như đó mà không biết thương hiệu, vô đúc đầu vô mua là dính liền. Dạ. Mà nhất là chuyển khoản trước. Dạ. Đó. Rồi bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Vợ em thì tuyệt vời rồi. Chỉ có bớt mua sắm, hay là không phải bớt mua sắm, lựa chọn kỹ để mua là được. Em chỉ mong muốn là vợ, cái công việc thì vợ không phải suy nghĩ. Vợ em đau đầu nhiều về cái vấn đề công việc rồi lo kiếm tiền ấy. Em không muốn cái đấy. Thì chỉ muốn vợ lo cho con cái, gia đình, nhà cửa. Nhà em có nhà trọ nữa. Trọ cho thuê hả? Dạ. Ồ, quá ngon luôn á. Trông coi quản lý ở đấy thì học cái gì cũng được. Bây giờ đang học spa. Muốn làm spa, mở ở nhà hay là em thuê ở đâu làm cái đấy cũng được. Miễn sao theo ý vợ, sở thích của vợ. Không, chị thấy là vợ em có cái mong muốn là có công việc, chị thấy nó hoàn toàn chính đáng. Bởi vì cái người phụ nữ mà người ta cứ ở nhà, mà người ta có khả năng nhưng mà người ta lại không được phát huy khả năng của mình, người ta khó chịu lắm. Em hiểu cái đấy. Đúng không? Thành ra là cứ để vợ em đi làm. Thế còn em nói tóm lại là em trong cái chuyện của tụi em nó chỉ có hơi một vấn đề chút xíu sẽ dễ làm nảy sinh những cái mà không hiểu nhau của vợ chồng, đó là cháu bé là cháu trai đúng không? Cháu trai con của chồng á, thì thực ra là mình mở lòng hơn một chút xíu nữa về đứa nhỏ đó,
đó, tại vì mình thương ảnh bao nhiêu thì mình thương cái đứa con của ảnh bấy nhiêu. Sau này chị nói em nghe, mấy đứa nít nó ngộ lắm, mình thương nó như thế nào nó sẽ thương lại mình như vậy. Ừ. Còn về phần em á, vì vấn đề đó là vấn đề rất là tế nhị. Cho nên rằng á, là riêng với con, đúng là vợ em chính xác, riêng với con sao cũng được. Em có thể đón con về để đi chơi chung với lại bé nhà mình. Rồi hai vợ chồng dắt bé đó với lại bé con nhà mình cho anh em nó thân nhau á, là rất tốt. Nhưng mà riêng với vợ cũ thì thôi, mình gọi là bớt đi được cái gì thì mình nên bớt, bớt hoàn toàn. Tại vì cô đó rồi cô sẽ có cuộc sống riêng của cổ. Rồi sau này chồng của cổ cũng sẽ có những cái suy nghĩ giống như vậy, có nghĩa là người ta cũng không thích là cổ liên lạc với em. Thành ra là cố gắng làm sao để mà cho anh em vậy là em nên để cho hai anh em nó yêu thương nhau. Bởi vì bố thì không bỏ con được đâu, không bao giờ có chuyện đó. Thế thì cái hay cái khôn của mình là mình phải coi con của ảnh giống như là con của mình, và anh em tụi nó phải yêu thương nhau nha. Xin cảm ơn Nguyên với Thoa đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nghe. Sao Thoa có muốn nói gì không, muốn nói gì với chồng, không? Dạ nói chung là chồng em là nói chung là trong mắt em và anh hoàn hảo lắm ạ. Không có những cái điểm này em vừa nêu là mong anh thay đổi thôi ạ. Nguyên đó có nói gì với vợ không, nắm tay cái nào? Em gặp bà xã của em không biết nói gì hơn. Em thực sự cảm thấy nó sao mãn nguyện hay là như thế nào, người vợ của mình tuyệt vời như vậy, em cũng không nghĩ rằng quá gặp được người như vậy. Em không biết nói gì hơn, em lại thầm cảm ơn gia đình bên ngoài. Em có thể làm được cái gì ở ngoài đấy, em sẽ cố gắng được nữa. Thì cảm ơn em. Đấy, lãng mạn quá. Sinh cho anh bé gái, để mong mà xả. Hứa với em là năm tới là sinh cho em thêm đứa nữa. Đàn trai nữa ạ. Gái hay trai? Anh nghĩ là sẽ được thôi. Nghe. Thôi rồi. Thì sẵn đây anh thuận chúc thôi luôn anh đi chúc ạ. Trước luôn nè, không phải 5 năm nữa mà là cái năm qua nào? Qua năm. Cái năm bạn nào? Ấy đang mong là qua năm mong sau. Qua năm, năm chứ phải 5 qua năm. Qua năm. Tới 5 năm không? Không, qua năm. Thôi vậy chúc luôn đi. Mắt mồm mắt mỏ nè. Rồi chúc cho hai vợ chồng Nguyên với Thoa nghe. Rồi sẽ thương nhau thật nhiều. Sẽ hiểu nhau thật nhiều. Đó, và tất cả đều là một cái mái ấm gia đình thật là hạnh phúc, luôn tràn ngập tiếng cười. Trong đó có các con của các em nha. Và các con chung nha. Và các con bé trai luôn. Tất cả đều là anh em. Thì chúc cho các em là trong năm nay. Năm nay nói luôn đi. Đúng rồi. Năm nay bác sĩ báo tin vui. Và qua năm sau sẽ có một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình của Thoa và Nguyên nha. Em xin cảm ơn. Rồi, em cảm ơn anh chị. Nhớ có là báo tin vui cho chương trình biết nha. Em rất là cảm ơn.